Cách đây 9 năm, chị Đoàn Thị Thảo, Cao Bằng từng mang song thai IVF và có tiền sử sinh non. Vì lẽ đó, lần mang thai thứ hai này, bản thân chị và gia đình đều rất lo lắng khi bắt đầu bước sang giai đoạn cuối thai kỳ, từ việc chọn bác sĩ đến chọn bệnh viện. Có rất nhiều băn khoăn, cân nhắc, nhưng do được bạn bè giới thiệu, một quyết định táo bạo kèm theo một niềm tin mãnh liệt, cả chị Thảo và chồng đã đồng lòng vượt 280 km để lên thủ đô, đăng ký dịch vụ thai sản trọn gói tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, lựa chọn thầy thuốc nhân dân, tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Huy Bạo trực tiếp đồng hành vượt cạn. Đợt trước chị làm IVF, nhưng là đợt này thì là chị là thai tự nhiên. Trong quá trình mang thai thì cả mẹ cả bé đều khỏe, nhưng mà vẫn có một cái lo lắng của chị là đợt trước chị mang thai IVF là sinh non, vẫn có cái lo lắng như vậy đối với em bé lần này, nên là chị mới quyết định là xuống Hà Nội và chọn Phương Đông để sinh bé. Quan trọng nhất là bạn chị cũng đã sinh ở Phương Đông rồi và bạn ấy review khá là tốt về bệnh viện. Sau khi mà bạn ấy có giới thiệu thì chị cũng lên tham khảo các cái gói của bệnh viện mình thì chị thấy là phù hợp với khả năng của chị và phù hợp với điều kiện để sinh bé lần này. Có lẽ bởi niềm tin tuyệt đối vào đội ngũ bác sĩ và chất lượng dịch vụ tại nơi đây đã giúp cho quãng đường 280 cây số từ Cao Bằng đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông chẳng còn là trở ngại đối với chị. Cũng bởi khoảng cách địa lý xa xôi nên chị Thảo cùng chồng đã chủ động nhập viện trước một tuần để được các bác sĩ Phương Đông theo dõi, thăm khám thai kỳ trước khi bước vào hành trình vượt cạn đầy thiêng liêng. Thực ra đây là để chuẩn bị sinh bé thì là chị cũng có xuống trước một tuần thì chị vào gói 36 tuần. Trong quá trình sau khi khám thì chị cũng ở lại luôn để chờ đến ngày chỉ định mổ. Thì chị cũng sinh bé lần hai là mổ chủ động nên là chị cũng ở lại trong bệnh viện luôn để chờ sinh bé. Ấn tượng đầu tiên khi mà chị đến Phương Đông là tất cả từ bác sĩ đến các cái nhân viên y tế, các bác rất là nhẹ nhàng và nhiệt tình. Khi mà chị vào khám bác sĩ Bạo, bác sĩ rất là nhẹ nhàng, bác sĩ cũng tư vấn sao để cả hai mẹ con cùng khỏe mạnh. Thì chị cũng có chia sẻ là trước chị có sinh non IVF một lần rồi, thì bác cũng tư vấn đợt này làm thế nào để đảm bảo cho hai mẹ con là mạnh khỏe nhất. Từ khi mà bắt đầu vào chuẩn bị rồi đến lúc lên phòng mổ thì tất cả các bác sĩ cũng như là nhân viên y tế đều vào và cũng động viên bác sĩ cứ bình tĩnh, tất cả mọi người sẽ ổn thôi. Đến kết thúc ca mổ thì cũng có bác sĩ vào, bác sĩ bảo là em ơi xong rồi là tất cả đều ổn. Nên đến lúc đấy là mình cũng kiểu là nhẹ nhõm với cả người ấy, cũng như là lần đầu tiên được nghe bé đầu khóc ấy, vẫn rất là xúc động, chỉ mong là được nhìn thấy con ngay thôi. Sau đấy thì là bác sĩ cũng bế bé để chị nhìn thấy luôn và sau mới ra gặp gia đình. Ấn tượng đầu tiên là về phòng hư viện là phòng rất là sạch sẽ, đầy đủ hết tất cả mọi thiết bị mà cần thiết để mẹ và bé ở lại trong vòng 3 ngày. Một ngày thì là các bạn điều dưỡng vào 2 lần để cho dùng thuốc, tiêm thuốc. Còn lại thì lúc nào mà cần hỗ trợ là gọi các cô là các cô đều đến luôn. Chị rất là ấn tượng vì các cô ở tầng 7 lên tầng 9 rất là nhanh ấy. Lúc nào cũng gọi là các cô đến ngay và hỗ trợ ngay, cũng như là các mẹ bầu khác. Thì chị cũng đã tham khảo rất là nhiều bệnh viện rồi, cũng nhiều bệnh viện là có những cái dịch vụ như thế này. Nhưng mà khi mà qua bệnh viện Phương Đông rồi thì chị hoàn toàn tin tưởng và cũng hy vọng là các mẹ cũng tham khảo nghiên cứu kỹ và có thể là ưu tiên lựa chọn Phương Đông để cho cái cuộc vượt cạn mình được thành công. Thay mặt nhà bản thân cũng là gia đình, cảm ơn tất cả các bác sĩ cũng như là các nhân viên
y tế cùng đội ngũ của Bệnh viện Phương Đông đã hỗ trợ mẹ con chị cũng như là toàn thể gia đình trong quá trình sinh bé lần này. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nâng niu từng sự sống.